thưa quý vị và các bạn sau khoảng thời gian nổi đình nổi đám trên mạng xã hội với những video live stream bóc phốt người nọ đến nhân vật kia bà nguyễn phương hằng đã bị tạm giam vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân cho đến nay những câu nói như người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về vẫn thường được giới trẻ nhắc đến. Tuy nhiên tác giả của những câu nói làm mưa làm gió mạng xã hội đang bị tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam thừa nhận hành vi của mình và nêu lý do chửi bà Đặng Thị Hàn Ni cùng những người khác trên mạng xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bà Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ký quyết định tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày. Vị lãnh đạo này thông tin, khi công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân thì thẩm quyền tạm giam bị can thuộc về viện kiểm sát nhân dân. Nếu viện kiểm sát nhân dân hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án thì tòa sẽ ra quyết định tạm giam đến ngày bị can ra tòa. Số ngày bị tạm giam được cấn trừ vào bản án tòa tuyên. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, thông qua khoảng 12 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những điều gây ảnh hưởng uy tín danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh và bà Đặng Thị Hàn Ni. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi tiếp tay cho bà Hằng, gồm ekip tham gia livestream, những người cung cấp tài liệu kịch bản và đạo diễn cho bà Hằng chửi trên mạng xã hội. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có một số trang cá nhân giúp sức bà Hằng thực hiện các buổi live stream gồm ông Huỳnh Công Tân, phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, bà Lê Thị Thu Hà, tức Hà Ly, nhân viên văn phòng công ty cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, tức Hoàng Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng tại công ty cổ phần Đại Nam. Ngoài ra, trong các buổi live stream của bà Phương Hằng, có sự tham gia với tư cách khách mời của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đỉnh Kim. Trong các buổi live stream này, luật sư Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim cũng có những phát ngôn liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Vi Oanh. Đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của bà Phương Hằng, cơ quan công an đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả, tiếp tục xử lý theo quy định. Sau những buổi live stream bóc phốt trên mạng xã hội, bà Phương Hằng trở thành idol của nhiều người. Nhận được nhiều lời tung hô, bà Phương Hằng tích cực ra video dưới sự giúp đỡ của một ekip chuyên nghiệp liệu sau khi điều tra ekip của bà hằng có bị truy tố hay không tất cả những thông tin mới nhất về vụ việc được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo